đã biết tội của mình chưa? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã sai với thiên giới, nhưng thần không thẹn với lòng mình. Ngươi để xuất sinh ở cùng một tầng với bậc thần tiên, vậy mà còn tự nói là mình đúng hay sao? Nếu ngươi đã nói như vậy... Ngọc Hoàng bớt giận. Hoàng dị phẩm, vì lòng yêu thương động vật nên mới làm vậy. Ngọc Hoàng hãy cho cậu ta đầu thai để chuộc lại tội lỗi của mình. Được, ta sẽ cho hắn đầu thai, nhưng với một hình dạng không giống người. Xin Ngọc Hoàng hãy cho cậu ta đầu thai vào nhà kia. Bà ơi, tôi bắt được một con cá nè. Ông giỏi quá à. Nè ông Tư, bà Tư, nay ta muốn ăn nấm, hai ngươi đi vô rừng hái nấm cho ta mau lên. Dạ dạ, tôi đi liền thưa ông. Ngày xưa có hai vợ chồng nghèo hiền lành chất phác, đi ở cho nhà phú ông. Hai vợ chồng đã ngoài 50 nhưng chưa có lấy một lụm con. Thôi bà ngồi nghỉ đi, để tôi hái cho. Tôi khát nước quá ông à. Mà xung quanh đây không có chỗ nào có nước hết á. Một hôm, trong lúc vào rừng hái nấm, người vợ khát nước thì người chồng tìm được cái sọ dừa chứa đầy nước, bèn đưa cho vợ uống. Chắc là nước mưa còn sót lại, mình uống đi. Chúc mừng, bà đã mang thai. Ông ơi, tôi có tin vui báo cho ông nè. Ông ơi, ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, con ngoan, đủ ngày đủ tháng rồi ra với mẹ nha. Chị Tư nghỉ tay, uống một ngụm nước cho mát. Dạ thôi, cảm ơn bà chủ. Chị phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Chị ngồi xuống đi, tôi không nói lại với ông nhà tôi đâu. Đây nè, tôi thấy chị ăn uống cực khổ quá, chị cầm quả trứng này về tẩm bổ nha. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho con mình được khỏe mạnh. Mày đã đẻ trứng rồi hả? Giỏi quá. Người vợ hạ sinh một đứa bé, nhưng lạ thay, đứa bé không có tay chân mình mẩy. Trời ơi, cái gì vậy nè? Cứ tròn lông lốc như quả dừa, bà buồn quá định dứt đi, nhưng đứa bé lên tiếng nài nỉ. Mẹ ơi, con là người, mẹ đừng có ném con mà tội nghiệp. Được, được, mẹ không ném con đâu. Từ nay con tên là Sọ Dừa nhé. Dạ, con thích lắm. Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã nhiều năm trôi qua, nhưng Sọ Dừa vẫn như vậy, chỉ là lớn hơn một chút. Việc bà làm không đủ trả nợ cho ta, nên từ nay bà phải đi chăn bò thêm. Dạ, thưa ông.
Mẹ ơi, hay là mẹ xin phú ông để con đi chăn bò đi. Không được đâu, con như vậy không khéo bị bò dẫm chết đó. Mẹ đừng lo, con chăn bò được, con chăn bò tốt lắm đó. Đi đi mẹ. Dạ bẩm ông. Bà muốn xin cho thằng sọ dừa con bà đi chăn bò nhà ta hả? Dạ bẩm ông, con tôi chỉ xin lấy nửa tiền công. Khi nào ông hài lòng thì mới xin nhận đủ. Cục thịt mà cũng đòi đi chăn bò hả? Không khéo lại làm mất hết bò của nhà ta đó. Chà, cứ cho sọ dừa thử một ngày xem sao. Nếu không được á thì hãy đuổi. Thôi được rồi, bà về nói với con trai của bà, sáng sớm mai hãy đến đây chăn bò cho nhà ta. Buổi trưa ta sẽ sai người mang cơm ra cho nó. Dạ, đội ơn ông. Đây là đàn bò tốt nhất của ta. Phải chăn cẩn thận. Nếu tụi nó bị đói, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nếu làm mất á, thì ngươi phải đền gấp đôi. Dạ thưa ông, tôi chắc chắn sẽ chăn chúng béo tốt và không để mất con nào đâu ạ. Đi thôi. Nếu đàn bò của ta không được ăn no hay bị mất á, thì ta sẽ không tha cho nhà các ngươi. Thằng bé đã về rồi thưa ông. Một thời gian sau, sọ dừa chăn đàn bò trở nên béo tốt. Ba đứa đâu? Ra đây cha có việc nói. Trời ơi. Thưa cha, cha có chuyện gì cần dạy bảo? Bây giờ đang là vụ mùa, người làm phải ra đồng hết rồi. Con Út á, thì nấu cơm, con Cả với con Hai á, thay phiên nhau đem cơm ra đồng cho sọ dừa ăn. Các chị vào nấu cơm, để em mang cơm cho sọ dừa cũng được. Nấu cơm á? Thôi khỏi đi, tụi này đi đưa cơm sướng hơn á. Hai, cứu chị! Tại chị á, mà cũng làm em bị dơ theo. Từ nay ngã thì đừng có kêu. Mày phải nhớ, chị ngã im đừng. Biết vậy thì con Út nó đi cho rồi. Ê, cục thịt, dậy ăn cơm. Hay là nó chết rồi, chị sờ thử xem. Gớm chết đi được sao mà sờ. Nhìn xác xem có thấy nó còn thở không. Chào hai cô. Bác, bác để con bé cho. Thôi, tôi nào dám, ông chủ biết sẽ la đó. Cơm cho sọ dừa đi. Dạ được, vậy các chị nấu cơm giúp em nha. Mày đi về rồi vào nấu, tụi tao đi chơi đây. Cô Út mang cơm cho sọ dừa. Chào cô Út. Chào anh sọ dừa, tôi mang cơm đến cho anh nè. Hôm nay cô Út cho tôi ăn sơn hào hải vị nữa hả?
Anh vất vả làm việc, phải ăn mới có sức chứ. Để tôi giúp anh ăn nha. Mẹ ơi, đây là tiền công chăn bò của con. Con trai mẹ thật là giỏi. Mẹ ơi, con muốn cưới vợ. Hả? Con như vậy, làm gì có ai chịu lấy con? Dạ, mẹ cứ đến nhà phú ông, hỏi con gái phú ông cho con đi. Đũa móc, sao dám chòi mắm son hả con? Lấy người nghèo đã khó, lấy con gái phú ông còn bị người ta chê cười cho. Mẹ cứ nghe lời con đi, con chắc chắn sẽ lấy được con gái phú ông. Sáng sớm mai mẹ qua đó hỏi vợ cho con đi. Người đến tìm ta có chuyện gì không? Vì sao lại mang trầu cao sang đây? Bẩm ông, hôm nay tôi đến đây là để hỏi vợ cho con trai tôi là thằng Sọ Dừa. Nhà các ngươi nghèo hèn, làm sao mà xứng với con gái của ta? Huống chi con của ngươi còn không ra hình người. Dạ, chỉ cần ông chịu gả con gái cho con trai tôi, ông yêu cầu sính lễ thế nào chúng tôi cũng sẽ chấp nhận. Được lắm, vậy thì về bảo thằng Sọ Dừa chuẩn bị một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 giò rượu tâm, 3 ngày sau đem đến, ta sẽ gả con gái cho. Ông ấy đồng ý gả, nhưng phải mang được một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 giò rượu tâm sang làm lễ vật. Nhà mình nghèo lắm. Thôi, không cần lấy vợ làm gì đâu con. Mẹ yên tâm, đến ngày đó con sẽ có đầy đủ lễ vật. Thưa ông, tôi mang sinh lễ đúng với ông yêu cầu. Trong các con, ai muốn lấy Sọ Dừa? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Con không thèm. Cục thịt đó, có cho con còn dứt đi. Vậy còn ý của con thế nào? Dạ thưa, cha đặt đâu thì con xin ngồi đó. Đã về. Chị ơi, xem kìa, chồng con Út mới vậy mà lại đổ trạng nguyên. Con Út mới thật là may mắn. Không thể để nó sống hạnh phúc như vậy được. Anh phải đi xứ một tháng, mình ở nhà giúp anh chăm sóc mẹ già nha. Dạ, mình cứ yên tâm, việc ở nhà đã có em lo. Đây là những vật dụng cần thiết, em lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Út ơi Út! Dạ, hai chị sang chơi. Thấy em ở nhà có một mình thui thủi, nên hai chị qua đây rủ em đi chơi. Dạ thôi, em không muốn đi chơi. Ở nhà còn mẹ chồng tuổi già sức yếu. Chị em mình chỉ đi chơi một tí rồi về, chứ có đi đâu xa đâu mà lo. Phải đó, em không đi á,
là hai chị buồn lắm á. Đi đi ốm. Dạ, để em vô xin phép mẹ rồi đi với hai chị. Hai chị bảo đi chơi một chút, lại đi thuyền ra biển thế này. Ờ, thì đi ngắm biển một lát rồi về. Cô Út xem kìa, chim hải âu đang bay đó. À! Nhân quan trạng đi vắng, hai chị em sang rủ cô Út ra biển, rồi cứ thế lừa đẩy cô em xuống nước. Cô Út bị cá kình nuốt chửng, nhưng may có con dao mà thoát chết. Cô dạt vào một hòn đảo, lấy dao khoét bụng cá chui ra, đánh đá lấy lửa nướng thịt cá ăn. Sống được ít ngày trên đảo, quả trứng cũng kịp nở để làm bạn cùng cô Út. Đã 3 tháng kể từ ngày cô Út dạt lên hòn đảo quan, cô đã tự dựng nhà để ở, dần làm quen với cuộc sống trên đảo. Nhưng cô vẫn luôn lo lắng về những người thân. Ước gì ta được về đất liền để đoàn tụ cùng gia đình. Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về. Cảm ơn nhà ngươi. Ơn cứu mạng của quan trạng từ ngày ở thiên đình, bây giờ tôi mới được đền đáp. Vĩnh biệt. Đưa vợ về nhà, quan trạng giấu vợ trong nhà không cho ai hay biết. Hai cô chị thấy quan trạng về thì khấp khởi mừng thầm, tranh nhau kể chuyện cô em rủi ro ra chiều thương tiếc lắm. Chúng tôi là chị em như hình với bóng. Giờ cô Út mất, tôi xin được thay cô Út mà chăm lo cho quan trạng. Không, tôi lớn, tôi phải là người thay cô Út chăm sóc cho quan trạng mới đúng đó. Không, tôi mới đúng. Không chịu. Là tôi. Chồng em thì em xin phép được chăm sóc. Con dâu tôi chưa chết, thiệt là mai phương mà. Hai cô chị nhìn thấy cô em thì xấu hổ quá, lén bỏ ra về rồi từ đó bỏ đi thật xứ. Vợ chồng của Út và Sọ Dừa chăm chỉ hiền lành, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Ngày xưa, có một cậu bé thần đồng thông minh chăm học, mồ côi mẹ sớm, sống với cha tại một ngôi làng nhỏ xa kinh thành. Bố mày đã nhớ hết rồi à? Đâu, đọc cho cha nghe. Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất truy lý. Thôi được rồi, vậy đi làm cùng cha cũng được, nhưng mà cha nói trước là cực lắm đó. Ơi, hai cha con đi đâu sớm vậy? Ăn sáng chưa? Vào đây một lát. Dạ cháu chào bà. Hai cha con đem thêm đồ ăn theo lót dạ. Cha con cháu cảm ơn bà, làm phiền bà quá. Đậu đi con. Cháu cảm ơn bà. Thưa bà, cháu đi đây. Hôm nay mình phải dọn sạch chỗ này đó con. Ủa? Ông bá hộ đâu cha? Lát nữa ông ấy mới đến. Hôm qua ông đã chỉ cho cha làm ở chỗ này rồi. Hai cha con mày làm xong rồi đó hả? Dạ xong rồi. Ông cho xin tiền công. Hết nhiều. Ông cho xin 10 hào ạ.
sao đắt vậy? Chỉ có mấy vuông cỏ, ít cây mục mà lấy 10 hào, 5 hào thôi. Dạ thưa, vuông cỏ của ông rộng gấp đôi vuông cỏ bình thường, còn cả chục khúc cây và lắp hố nữa ạ. Bẩm ông bá hộ, nếu cháu nhớ hết mọi việc hai cha con cháu đã làm thì sao ạ? Thiệt hả? Nếu vậy ta sẽ trả luôn 10 đồng, chứ đừng nói là 10 hào. Nhưng nếu mày nhớ không đúng thì sao nè? Vậy hôm nay cháu sẽ làm không công cho ông bá hộ. Được, cứ vậy đi. Hôm nay cha con cháu đã phát 25 vuông cỏ, dọn 40 cây gỗ mục và 15 hòn đá tảng lớn nhỏ, đổ 125 vỏ lá cây và lắp 60 hố các loại ạ. Thiệt hả? Không tin thì ông bá hộ cứ kiểm tra đi ạ. Chính xác, thằng này hay thiệt nha. Vậy ông sẽ giữ lời hứa trả cho cha con cháu 10 đồng chứ ạ? Được thôi, tự nhiên cá cược với nó làm chi cho mất tiền quan không biết. Dạ cảm ơn ông bá hộ. Diện kiến thánh thượng. Trẫm miễn lễ, khanh vào đây. Họ sắp sai sứ giả sang mừng thọ bệ hạ, nhưng theo như thần thấy, đây chỉ là thăm dò nước ta thôi. Đúng vậy, có tin là họ sẽ mượn cớ sắp đi chinh phạt mà tăng cống nạp của nước ta đó. À, thưa bệ hạ, thần xem chiêm tinh có một ngôi sao sáng ở hướng đông, chừng như là trời ban hiền tài đến giúp đỡ chúng ta. Thật vậy sao? Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau đi kiếm người đó nào. Nhưng phải nhanh lên, vì tên sứ giả đó sắp đến rồi. Thần tuân chỉ. À, nghỉ tại một lát đi con. Con voi đẹp đó, giá mà nó biết đi nữa ha. À, con biết rồi. Chúng ta đã đi khắp nơi thử tài mọi người rồi, mà người vẫn chưa ưng ai. Thưa bệ hạ, lão gia, hay là ta quay về? Ngươi phải kiên nhẫn tìm kiếm, nhân tài đâu có tự chạy qua lại trước mặt ngươi được. Cái gì mới chạy qua vậy? Dạ, hình như là... Con làm đâu trên đây cha? Này con bé kia, đó có phải là con voi không vậy? Dạ thưa ngài đừng có mắng cháu, trẻ nhỏ bài trò chơi thôi ạ. Nó còn biết đi nữa à? Cháu tự nghĩ ra những bộ phận cử động được cho con voi này sao? Dạ vâng thưa ngài. Cháu còn bé mà có vẻ thông minh đó. Vậy cho ta hỏi, một ngày trâu của cháu cày được mấy đường? Nếu cháu đáp được, ta sẽ mua con voi đất này xem như là thưởng cho cháu. Dạ thưa ngài, ngài chỉ cần trả lời cho cháu biết người của ngài một ngày đi được mấy bước. Nếu ngài đáp được, cháu xin tặng con voi đất cho ngài. Giỏi lắm, rất thông minh, còn có chí khí nữa. Vậy ta đố cháu, cày trên đồng ruộng trắng phao, khi khát uống nước giếng sâu đen ngòm, đó là thứ gì? Dạ thưa, đó là cây bút mực. Khi cày tức là khi viết trên giấy trắng, còn khi khác là khi hết mực thì lại chấm vào nghiêng mực đen ngòm đấy thôi. Thế còn hạt gieo tới tấp rải khắp ruộng đồng, đã gieo mà chẳng nảy mầm, làm bao hạt khác mừng thầm mọc xanh. Dạ thưa, là hạt mưa ạ. Cháu bé quả thật là thần đồng, xin hãy nhận lấy nén vàng này của lão gia đây xem như quà làm quen. Bà ơi, bà sao thế này? Bà lỡ tay làm tàn bếp bay vào vách, cháy cả hàng nước bức rồi cháu ơi. Cả cuốn sổ nợ cũng cháy mất, bao nhiêu vốn liếng mất sạch rồi.
Bà bình tĩnh lại đi bà. Bà có nhớ tên ai không hả? Không, làm sao mà nhớ được. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tiền. Bà ơi, có phải là cuốn sổ đỏ không bà? Đúng rồi cháu à. Bà ơi, lần trước cháu có xem qua nên đã nhớ hết rồi. Hay cháu giúp bà ghi lại nhé. Thật không? Dạ thật mà. Không tin thì bà cháu mình cùng đến nói xin lấy lại tiền nợ để tu sửa quán. Nếu người ta có đánh mắng thì cháu xin chịu. Được, coi như đây là thử thách của cháu. Nếu cháu đòi được hết nợ cho bà cụ, ta sẽ thưởng thêm một nén vàng. Cha thằng Đậu à, đúng hết, không sai một người nào. Ai cũng thông cảm và trả cho tôi đầy đủ, không có thiếu ai hết á. Quả là kỳ tài, ta giữ lời hứa thưởng cho cậu bé thông minh như cháu. Xin ngài hãy cầm theo. Lương trời có vũng nước trong, lòng tôm cá lội hoài công chẳng gần, để giải khát dọc đường ạ. Rất lém lĩnh. Được thôi, cảm tạ chú bé, ta đi đây. Thật là một cậu bé thú vị. Đúng vậy thưa bệ hạ, có thể đó là nhân tài sẽ giúp chúng ta. Thật đúng lúc lắm. Ta vừa nhận được tin báo không đầy một tuần nữa sứ giả nước láng giềng sẽ tới. Nhưng ta vẫn muốn thử thách họ một chút. Mau lên, mau lên. Không biết chuyện gì nữa. Không biết nữa. Sao không có vậy? Có chuyện gì vậy? Sao tội duyên trong trung quận không có vậy? Chạy chạy đi lấy con thử sao. Trời, có chuyện gì vậy? Sao tập hợp mọi người gấp quá vậy? Dân làng nghe đây, ta là quan cận thần thân tín của nhà vua, hôm nay đến đây để ban mệnh lệnh của thánh thượng. Được biết làng này chuyên về chăn nuôi không đâu bằng, nay ta ban cho làng 3 con dê, trong vòng 2 tháng phải nuôi cho chúng đẻ được 9 con dê cả thảy để tiến cung mừng thọ ta. Cam thử. Thưa đại quan, việc nuôi dê chúng tôi không có ý kiến, nhưng đây là dê đực kia mà. Ý ngươi là nhà vua đã lầm. Dạ, tôi đâu có ý đó, nhưng ngài thấy đó. Ta không biết, ta chỉ đến truyền đạt thánh ý thôi. Ta phải về phụng mệnh đây. 2 tháng nữa ta sẽ trở lại thu kết quả. Mời cha uống nước. Cha ơi, có chuyện gì mà cha buồn vậy? Chúng ta tiêu rồi con à. Cả làng chúng ta gặp đại họa rồi. Cha kể cho con nghe đi, biết đâu con lại giúp được gì. Con là con nít thì giúp được gì. Quả mai nếu con làm cho con dê đực nó đẻ được thì mới xong con à. Cha ơi, cha nói với buồn cười thế. Dê đực làm sao mà đẻ được hả? Vậy mà nhà vua vừa lệnh cho chúng ta làm như thế đó. Cả làng sẽ phải chịu tội nếu trong 2 tháng mà 3 con dê đực không đẻ ra 9 con dê con. Lệnh gì mà lạ quá nhỉ? Con nghĩ ra rồi, chúng ta hãy xẻ thịt lũ dê thôi. Cái gì? Cả làng Đậu đang hoang mang lo lắng thì Đậu đã có cách. Thấy cha con thằng Đậu bảo là có cách rồi bà con à. Có thiệt là được không đó? Dân làng xin hãy trật tự. Chúng ta hãy nghe cha con anh Đậu nói cách ứng phó với lệnh vua ban. Mời cha bé Đậu trình bày, anh có cách gì? Hay là cách của tôi là thịt chúng à? Sao vậy?
anh nói lớn lên chúng tôi mới nghe được. Cha, cha nói đi cha. Thật chúng đi ạ. Mọi người cứ tin ở cháu. Cháu đã có cách rồi hả? Vậy lỡ hai cha con nó lên kinh rồi chạy trốn mất luôn thì sao? Xin dân làng hãy làm giấy cam đoan cha con cháu đi lên kinh, dàn xếp việc này xong nhất định sẽ trở về. Nếu không dân làng có kiện lên vua. Dạ cảm ơn trưởng làng, cảm ơn dân làng. Tạm biệt dân làng, cha con cháu sẽ trở về thôi. Đến hoàng cung rồi, làm sao vào trong đây? Cha, nghe con nói nè, giờ cha làm như vậy được không đó? Lạng hoàng là bay đầu nghe không con? Vậy cha phải nhanh lên mới cứu được con đó. Bá làng sớm ơi, cha con xỉu rồi. Ai cứu cha con với? Wow, hoàng cung lớn quá, ta biết tìm vua ở đâu bây giờ. Ông gì ơi, ông có sao không? Con tôi mất tích trong cung rồi. Nhà chùa hãy trả con tôi đây. Cái gì? Bẩm bệ hạ, ngoài cổng cung có việc lạ lắm. Một trong hai người hôm trước tới đố mình đây mà. Vậy chắc nhà vua ở đây rồi. Đó là người hôm bữa cho một nén vàng. Hả? Mình hiểu rồi. Không chịu đâu. Đền đi, bắt đền đó. Ai dám làm náo loạn hoàng cung của trẫm, mau đem vào đây. Dạ. Đứa bé kia, mau chào nhà vua đi. Vua đó hả? Trẫm đây. Đứa bé kia, có việc gì mà lại vào đây la khóc như vậy? Thưa ngài, ngài phải giúp cháu. Cháu mất mẹ từ nhỏ, nhà chỉ có hai cha con, mà cha cháu không chịu để em bé cho cháu bế hả? Thì ra là vậy. Vậy thì cháu phải về cưới vợ cho cha cháu thì mới có em bé được. Cha cháu là dốc đực làm sao mà đẻ được. Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Vậy thì đúng rồi. Thế sao ngài lại ban cho làng cháu 3 con dê, hẹn trong 2 tháng phải đẻ được 9 con dê con? Ta thử đó thôi. Vậy các ngươi còn chưa biết làm thịt dê mà ăn với nhau à? Dạ thưa, làng cháu biết đó là lộc vua ban,
nên đã làm thịt dê ăn từ lâu rồi. Đã ăn rồi, cháu còn lên đây làm gì? Dạ thưa, cháu lên đây để xin vuông một tờ cam kết xác nhận với làng ạ. Đến tận đây ăn dạ đòi xác nhận của vua nữa à? Thiên hạ này chỉ có mình cháu. Dạ thưa, cũng chỉ có mình ngài mới nghĩ ra cách ban lộc như thế thôi ạ. Xem ra con ông thật sự rất bản lĩnh. Hoàng cung đúng là sang trọng con ha. Món gì cũng quý giá. Con đói bụng quá cha ơi. Chúng ta đang hết thức ăn rồi con à. Nè 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 nè, đừng có tái mái tay chân. Lỡ bể là mình có tiền cũng không đền nổi đâu nha con. Đây gian thật đó cha ơi. Không biết khi nào nhà vua mới cho mình về nhà hả cha? Thì nhà vua nói rồi, đợi người viết bản xác nhận cho chúng ta đem về làng đã. Cha con nhà Đậu tiếp chị. Còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Cha con nhà Đậu đã đến ăn dạ nhà Trẫm thì phải bị phạt. Hãy nấu cho Trẫm 7 món ăn từ nguyên liệu mà Trẫm cung cấp. Ngài nói là nhà vua bắt làm 7 món từ con chim sẻ này à? Bệ hạ thật anh minh, chỉ một kế nhỏ đã làm cho cậu bé ấy đến tận kinh thành, lại còn bày mưu để gặp người. Quả thật, đứa bé này dũng cảm mưu trí, nhưng Trẫm vẫn muốn thử thêm xem nó còn có thể giỏi đến đâu nữa. Thưa bệ hạ muốn thử như thế nào nữa ạ? Đúng vậy, các ngươi hãy làm nội trong đêm nay 7 món ăn từ con sẻ này để ngày mai nhà vua kịp ăn sáng. Thưa đại quan, ngài nói thế liệu có phải là nhà vua quá keo với dân đen chúng tôi không? Chúng tôi cả ngày nay chưa có gì để ăn, đã thế giờ còn bắt nấu 7 món từ một con sẻ bé xíu như vậy. Không lẽ mỗi món chỉ có một chút xíu bộ phận của nó thôi hay sao? Người chớ ăn nói hà bồ. Đó là đức vua, người làm gì cũng có ý đồ cả. Thưa ngài, ngài đem cái này nói với đức vua, trong 2 canh giờ tới phải rèn cho chúng tôi một con dao để xẻ thịt chim đó. Đứa bé đó nói vậy thật sao? Vâng ạ. Nó nói trong vòng 2 canh giờ phải rèn một con dao từ cây kim này để xẻ thịt chim. Táo tận thật. Nhưng ta thích vậy. Bệ hạ định thế nào ạ? Ngày mai sứ giả đến rồi, chúng ta sẽ nhờ chú bé này cùng hỗ trợ đón tiếp. Vẫn là bệ hạ lo lắng chu toàn, thần xin đi tuyên chỉ. Ăn lẹ đi con, không chừng lát nữa lại đố mình nữa đó. Cứ ăn nữa cha. Cha ăn nhiều rồi nha cha. Những món này ở quê mình không có đâu. Mau lại đây tiếp chỉ. Các ngươi không thể tiếp chỉ như thế. Mau nuốt hết đi đã. Đức vua có chỉ, hôm nay hai ngươi phải ăn mặc chỉnh tề để cùng tiếp sứ giả láng giềng. Dạ thưa ngài, vậy là thế nào ạ? Không phải chúng tôi sẽ có giấy xác nhận trở về làng sao? Thực ra nước láng giềng đang muốn dò la nước ta có nhân tài hay không để sang xâm chiếm. Vì vậy nhà vua đã đi khắp nơi tìm kiếm. Này có cậu nhóc là thông minh lém lĩnh, hy vọng cậu sẽ cùng với nhà vua đánh bại âm mưu của tên sứ giả. Con à, nếu nhà vua đã ngỏ lời thì con hãy dốc sức giúp đỡ vì thể diện quốc gia đi.
không chịu vào thành à? Vậy là sao? Bộ muốn đức vua thân chinh ra tiếp đón à? Ngông cuồng! Thưa, họ chơi cổng thành nhỏ, họ đòi phải xây cầu vượt trên cổng mới qua cầu mà vào à? Hoặc là đập cổng thành đi à? Chúng đã bày trò bắt bí ta rồi thưa bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần có một kế nhỏ hơi mạo hiểm, xin bệ hạ thứ tội. Được, trẫm miễn tội cho cháu. Có thể làm bất cứ cách gì, miễn là hiệu quả. Giờ sao? Các ngươi không chịu xây cầu mà để sứ giả đại quốc đứng chịu nắng ở đây à? Mau đem lồng che, dựng lều cho ta. Coi thường sứ giả đại quốc sao? Tên này thật không coi ai ra gì. Giờ con tính sao? Trời, con phải cẩn thận đó. Cha cứ tin nữa con. Các ngươi cho ta uống nước gì mà lạc lẽo quá vậy? Coi thường sứ giả đại quốc à? Dạ thưa ngài, bố thì ít tiền lẻ đi ạ. À. Không có, đi đi. Sứ giả một nước mà kêu vậy, cho xin mấy hào đi mà. Sứ giả nghèo kiện bổn sĩ. Tên ăn xin kia, ngươi nói cái gì? Tên nhóc ăn mày kia, đứng lại cho ta. Liêu liêu, cái giỏi thì bắt ta đây. Người, người dám coi thường sứ giả đại quốc à? Cái giỏi thì bắt ta đi nè. Rành con, bắt được mày rồi. Sứ giả nhập thành rồi, sứ giả nhập thành rồi. Dạ, xin ngài thứ giả khai ân. Đây là con của tôi, xin ngài hãy bắt tôi thay nó. Thưa sứ giả, chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện, xin ngài tha cho nó đi ạ. Nó không hiểu chuyện là vì cha nó dạy không nghiêm. Cha không nghiêm vì luật nước không nghiêm. Luật nước không nghiêm chẳng phải do nước ngài thiếu văn nhân tài, không ai giúp vua ngài hay sao? Ngài. Dạ thưa sứ giả, nếu tôi chứng minh được nước tôi có người tài giỏi thì ngài chịu thả cha tôi chứ? Nhà ngươi cũng khẩu khí ghê hen. Được rồi, nếu chứng tỏ anh tài thì sáng mai ngươi hãy đến hoàng cung gặp ta và nhà vua. Nhưng ngươi không mặc áo mà cũng không được cởi trần, không cưỡi ngựa cũng không đi bộ, không lễ vật nhưng cũng không được đi không. Thế nào, có được không? Vậy tôi xin hẹn ngài ngày mai tại hoàng cung. Xin quan cẩn thận làm chứng cho cháu. Nếu cháu giải được câu đố này thì sứ giả phải thả cha cháu. Được, còn nếu không, ngươi cũng phải chịu chung số phận với cha ngươi. Nào, chúng ta vào. Đây là vỏ ốc quý hiếm, mà đồ quý chỉ nên được sở hữu bởi người tài giỏi. Đức vua của tôi chưa thấy có ai xứng đáng sở hữu vỏ ốc này. Này đưa đến nước ngài, liệu xem có ai có thể làm chủ nhân của nó chăng? Chẳng hay sứ giả nói vậy, thì làm sao mới có thể làm chủ nhân ông của vỏ ốc này? Thưa đức vua và đại quan, đây ta có một sợi chỉ. Làm sao để xỏ sợi chỉ này xuyên suốt con ốc mà con ốc vẫn nguyên vẹn thì mới thật là người tài, thu phục cả trời. Vậy là sao? Bẩm bệ hạ, người hắn bắt là cha bé Đậu đó ạ. Tên sứ giả này thật nham hiểm. Hắn tin đó là người của bệ hạ lừa hắn, nên bày ra trò này để vừa xử trí được cha con bé Đậu, vừa yêu sách với nước ta đó ạ. Vậy chúng ta phải cố lên. Cực kỳ khó khăn thưa bệ hạ. Hay thần thử hút xem sao? Cố lên, cố lên.
của tên sứ giả quả thật là hiểm ác. Cháu hãy vững tin, cố gắng suy nghĩ xem có cách gì xỏ chỉ qua vỏ ốc. Chỉ cần như vậy là cha cháu sẽ sống. Cháu chưa nghĩ ra, cháu lo cho cha quá. Hay ngài làm cách nào cho cháu vào gặp cha một chút được không? Khó lắm, vì tên sứ giả đang để mắt đến việc này. Nhưng ta sẽ cố gắng lén đưa cháu vào. Các ngươi đi theo ta hỏi cung phạm nhân. Dạ. Cha ơi, là con đây. Cha có sao không cha? Sao con vào đây được? Quan cẩn thận kêu bọn lính đi chỗ khác cho con lẻn vào một chút. Cô xin lỗi, làm cha phải chịu tội cho con. Đằng nào thì tên sứ giả cũng không muốn tha cho chúng ta. Còn câu đố của hắn, con đã nghĩ ra chưa? Con chưa nghĩ ra. Thôi con à, sống chết có số. Cha chỉ lo không ai chăm sóc dạy dỗ con. Cha không ăn cơm sao cha? Cơm tù toàn là cơm thiêu không à. Có cũng như không. Có cũng như không. Có cũng như không. Con trai, mau đi đi, kẻo bị bắt lại là nguy đó. Cha ơi, con sẽ bằng mọi cách đến cứu được cha. Không cần. Nếu con không nghĩ ra thì hãy trốn về làng, xin ở nhờ nhà bà Hàng Nước. Ráng học hành cho tốt, trở thành người tốt nha con. Cha thương con. Cha ơi, con thương cha lắm. Cháu nên ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Biết đâu sáng mai lại nghĩ ra được gì. Để cháu liều một phen nữa xem sao. Người nghĩ thằng nhỏ có làm được không? Bệ hạ bình tĩnh chờ xem. Sứ giả đến. Bái kiến bệ hạ. Ngài cho gọi tôi nghĩa là ngài đã có lời giải. Đúng vậy. Nhưng trước đó có một người cũng muốn gặp sứ giả đây. Bé đậu xin được ý kiến. Cho vào. Dạ. Bệ hạ vạn tuế, xin cho thần được ăn mặc theo cách sứ giả yêu cầu. Yêu cầu thế nào? Dạ thưa sứ giả, ngài nói không mặc áo nhưng cũng không được cởi trần. Tôi khoác lưới không phải áo nhưng cũng không cởi trần. Người nói không được cưỡi ngựa cũng không đi bộ, nên thần đứng trên chiếc xe do heo kéo, không cưỡi vật mà cũng không tự đi. Vậy còn lễ vật? Đây là lễ vật. Dạ thưa ngài, tôi không đem lễ vật nhưng cũng không đi không. Quả là thông minh. Thế nào ngài sứ giả? Đúng vậy thưa bệ hạ, đứa bé này đã giải được câu đố của thần. Thần giữ lời hứa. Người đâu, thả tên kia ra. Dạ. Con trai. Dạ. Nhưng thưa bệ hạ, vẫn còn câu đố vỏ ốc. Nếu bệ hạ không giải được thì phải thực hiện yêu cầu của thần. Ngài sứ giả muốn yêu cầu gì? Thần xin yêu cầu chém đầu ngay hai cha con này vì tội xem thường sứ giả đại quốc. Ngoài ra, từ nay nước của ngài phải tiến công thêm 1.000 xe vàng bạc, 300 vạn nhân công. Dạ thưa đức vua, thưa sứ giả, xin cho cháu được giải câu đố vỏ ốc này. Sứ giả thấy thế nào? Thần chỉ muốn biết điều kiện của cậu bé này, nếu giải được. Dạ thưa sứ giả, tôi chỉ muốn xin tha chết cho cha con tôi, và ngài phải giữ cống nạp như trước kia. Lẽ nào ngài sứ giả lại sợ một đứa trẻ nhỏ hay sao? Xin nhà vua làm chứng. Dạ thưa bệ hạ, thần xin hát một bài. Tan tình tan tình tình tan, bắt con kiên càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lay dây mà bưng, bên thời bôi mơ kiên mừng kiên sang, tan tình tan tình tình tan. Thế là thế nào? Dạ thưa bệ hạ và sứ giả, làm theo bài hát sẽ sâu được ngay. Thế này đã đủ tài trí làm chủ con ốc của sứ giả rồi chứ. Hạ thần khâm phục, không còn gì để nói.
xin cho thần được cáo lui sớm để về triều phục mệnh với vua của hạ thần. Vậy sứ giả lên đường bảo trọng. Lần này cháu không những cứu được cha mà còn cứu quốc gia khỏi chuyện cống nạp. Ta có thể làm gì để thưởng cho cha con cháu? Bệ hạ, xin cho con giấy xác nhận để con trở về cho mọi người được an tâm ạ. Thôi được, trẫm sẽ chiều ý cháu, nhưng với một điều kiện. Ta sẽ phong cháu làm cạn nguyên, và bất cứ khi nào quốc gia cần đến, cháu phải về kinh bàn công việc góp sức với ta. Cháu thấy thế nào? Tuân lệnh bệ hạ. Kể từ đó, cậu bé thông minh được học hành đàng hoàng, phát huy tài năng của mình, hết lòng phụng sự cho đất nước.